chúng ta lại gặp với nhau trong chương trình hướng dẫn tập hình fitness căn bản cấp độ trung học cơ sở dành cho các bạn đã bước qua 2 tháng đầu tiên thử thách với thể hình. Và đây là chương trình từ tháng thứ 3 và tháng thứ 5. Thì buổi tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tập nhóm cơ ngực và bụng. Tại sao ngực đi chung với bụng? Thì trên nguyên tắc ngực không phải là nhóm cơ lớn, ngực là nhóm cơ trung bình thôi. Thì mình phải kết hợp nhóm cơ nhỏ nữa để mình tập cho nó tiết kiệm thời gian và nó đảm bảo cho chúng ta được đầy đủ cái các nhóm cơ trong tuần với một cái quỹ thời gian không quá nhiều, để các bạn còn mưu sinh ngoài xã hội, các bạn còn làm những việc khác trong xã hội, chứ không phải là mình cấm đầu cấm cổ mình tập gym không nha. Thì đây là cái máy Smith này các bạn đã gặp trong ngày hôm qua, tức là ngày tập chân, là cái máy Smith này. Thì chúng ta sẽ thực hiện những bài ngực trên cái máy Smith, trên cái máy Smith. Và ngực là gì và những bài ngực cơ chế như thế nào, các tập như thế nào, thì trong giáo án 2 tháng đầu tiên Duy đã nói rất kỹ rồi. Và bây giờ Duy không lặp lại những điều đó cũ nữa, Duy chỉ chia sẻ với các bạn những kỹ thuật mới ở động tác freeway. Và cái này freeway nhưng mà nó cũng là bán freeway thôi, nó chưa freeway hoàn toàn. Thì Duy sẽ tập những động tác này trước, nó dễ, Duy minh họa trước, sau đó Duy sẽ qua những động tác freeway phức tạp hơn, đòi hỏi độ khó tốt hơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện rất là nhiều bài, do đó các bạn phải cố gắng tập trung và cố gắng chạy theo chương trình nha. Các bạn chỉ tập mỗi bài 2 set mà thôi, 2 set, nên nhớ 2 set với khối lượng tạ nhẹ. Duy lặp lại là với khối lượng tạ nhẹ. Còn trong video Duy minh họa khối lượng tạ bao nhiêu thì kệ Duy tập bao nhiêu set cũng kệ Duy luôn. Các bạn chỉ cần học kỹ thuật và học những cái vấn đề mà Duy phân tích trong dự án này thôi, chứ bạn không có cần phải tập theo cường độ của Duy, cũng như không cần phải tập theo khối lượng của Duy. Và bài đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần cơ ngực trên. Thì các bạn cố gắng tập cho mình thói quen là khi vào tập ngực, các bạn tập ngực trên trước. Đây là chiếc máy Smith, không có gì giới thiệu các bạn nữa. Nhưng mà cái dưới là cái quan trọng. Cái này là cái gì? Cái này đây. Cái này là một cái ghế có tên là adjustable, tức là điều chỉnh được á, có thể điều chỉnh, adjustable bench. Thì cái ghế này cho chúng ta có thể điều chỉnh độ dốc là flat, là phẳng, là ngang, hoặc là inline dốc lên, hoặc là decline dốc xuống. Thì mình sẽ tập luôn cả ba vị trí của ghế. Đầu tiên mình chỉnh cái máy sơ lại nha. Cái ghế này á, nó nằm như vậy thì chưa được đúng lắm, bạn phải xoay đầu nó lại. Nhưng mà cái ghế này rất là nặng nha bạn. Cái ghế phòng các bạn thì chỉ biết là rất là nhẹ, nhưng mà cái ghế phòng thay đổi rất là nặng, các bạn không có vác nổi, khiêng nổi, các bạn phải cầm cái cây chốt dưới đây nè. Rồi đó, bạn kéo lên rất là nặng, rồi bạn xe ra. Này bạn phải tập lái xe ra phòng thể hình đó. Và một trong những cái công việc đầu tiên của các bạn BT trong hình online á, là bạn phải làm được những việc này. Rồi bạn xoay đầu rất là nặng ở cái ghế này. Do không gian trong thể hình online nó cũng hơi chật chội, mất cái cột này nên các bạn xử lý cái ghế này nó cũng hơi phức tạp. Nếu mà khoảng không gian mình nó rộng hơn thì rất là dễ. Rồi, yeah, thêm một lần nữa. Rồi, sắp được rồi đó. Bạn để cho nó nằm ở giữa, tức là ở trung điểm của máy nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo lại một tí xíu nữa. Bây giờ Duy muốn nói các bạn nè. Mà thấy vị trí này không? Tùy các bạn nha. Nếu mà các bạn có thể để hai cái chân này trên cái miếng này luôn cũng được, hoặc là để phía dưới này, thì tùy cái chiều dài người các bạn chỉnh thôi. Bây giờ giả sử như để trên đi, để trên coi mình xử lý được hay không. Lên chút đó, do cái này kéo lên đụng cái cây này thôi, khó quá, chịu khó ra tốn lực chút xíu. Nó rất là nặng. Rồi, bạn chỉnh xong cái ghế này bạn khởi động luôn rồi đó. Rồi, giả sử vậy, nó nằm ở sẵn là thẳng rồi, flat rồi, thì chúng ta phải chỉnh lên. Đó các bạn trang bị khăn. Rồi, cái chốt, đúng không? Kéo lên, độ dốc chừng 30 độ thôi.
như vậy. Nhìn coi. Ừ, cũng được rồi. Nhưng mà dốc quá chứ không thích. Thích dốc vậy thôi nhẹ nhàng. Rồi mình vào mình đo máy. Ngồi ở vị trí này. Các bạn có thần nha các bạn. Nhìn cái cây nha chứ không phải nằm xuống cái bùm gì. Đôi khi em để ý cái cây á, ngã người ra để cái bùm cái da đau quá. Rồi thử coi. Cái da cái động tác gì thấy nó kỳ kỳ ta. Không mà thấy nó kỳ kỳ không. Cái tay mình nó không thẳng nè. Cái tay đó lẽ nó đúng là phải vậy. Còn cái tay của mình nó xéo vậy. Là cái ghế mình chỉnh chưa được ổn lắm. Mình phải kéo xuống phát nữa. Ở thể hình online nó mắc một cái khuyết điểm á, nên nãy giờ các bạn thấy là di chỉnh rất là cực. Cái ghế top 1 và cái máy top 2 nó không có tương thích với nhau. Hay nói nó khác á, cái máy Smith là thuộc dạng hàng trung, mà cái máy này thuộc dạng hàng VIP. Cái VIP nó thiết kế bự quá, mà cái máy nó nhỏ quá, nên mình chỉnh rất là cực cái chỗ này. Mà ác một nỗi á, là chỉ có cái máy này một chút xíu gì mới minh họa cho các bạn được động tác delay thôi. Nên giờ không chịu khó cực. Rồi, để xuống tí. Đó, thấy không? Rồi, thử là lần hai. Nhớ là làm cẩn thận nha, quay ra sao nhìn nha. Không mà để cái đầu cái bùm vô một cái à. Rồi. Đó, nó đỡ hơn rất là nhiều. Bạn cầm cho nó vừa, không quá rộng, không quá hẹp. Vì trí cầm tay rất là quan trọng. Đó, khi bạn xuống là cái ống tay này nó phải thẳng nè. Trong phần tập vượt gì đó nói rất nhiều lần rồi. Xuống cái ống tay này phải thẳng. Và cái khoảng cách này nó không có bị khóa khớp vai. Khóa khớp vai tức là cái tay nó lật lên như nè. Đó là khóa khớp vai. Và một lát á, sẽ có một góc máy quay ở phía sau. Thì các bạn sẽ hiểu được cái vị trí để mở cánh tay như thế nào là cho nó hợp lý. Đó, bạn cảm thấy cơ ngực nó căng hết không? Và khi xuống là cái đòn tạ bây giờ nó phải chạm nhẹ vào phần da á. Chạm nhẹ nhẹ vào phần da nó mới đi hết răng. Rồi đẩy lên. Đó, minh họa lại. Đầu tiên cầm vào. Đó. Hít sâu, đẩy mạnh lên. Vừa đẩy vừa mở nha bạn. Tức là bạn đẩy rồi bạn xoay nhẹ cái tay nè, thấy không? Mở thì chốt ra. Thở ra. Xuống. Khi xuống á là bắt đầu dùng lực đúng không? Bắt đầu dùng lực á thì các bạn chỉ hít sâu vào. Các bạn hít từ sao cho cái đòn tạ bạn xuống tới đây là bạn hít xong. Thì cái lúc mà cái đòn tạ nó tới đây á thì bạn yếm khí lại. Bạn yếm khí là sao? Tức là bạn giữ khí trong người bạn mà không có thở ra. Bạn không có thở ra, bạn yếm khí là bạn đẩy mạnh lên. Nó bạn thở tại đây. Thở tại đây nè, tới đây nè. Đó. Di minh họa cái động tác hít thở một lần trong ngực thôi. Wow. Và qua những bài đi ngực khác bạn cứ thế bạn làm. Làm lại. Bắt đầu hít sâu nè. Lại. Đó. Đó là xong hít thở nha. Rồi bây giờ tới cái ngực. Cái ngực á, khi xuống á thì bạn ưỡn ngực lên. Ưỡn ngực á thì cái vùng thắt lưng nè. Nó hơi ưỡn lên. Bạn nhìn thắt lưng của Duy nha. Thắt lưng bình thường đứng vậy đúng không? Nhưng mà khi xuống á, ưỡn lên tí. Để cho bạn ưỡn được cái ngực. Khi bạn ưỡn được cái ngực thì cái ngực của bạn nó căng nhiều hơn. Nè. Đó, bạn thấy gì ưỡn ngực không? Rồi. Đẩy lên. Mình tập trung mình dồn lực vào ngực để mình đẩy. Còn nếu mà không ưỡn thì vậy. Không ưỡn thì vậy. Là không đúng. Ưỡn ngực. Xuống phải xuống tới đây. Không có chơi cái mạng vậy nha bạn. Không có chơi cái mạng vậy. Như vậy là nó đi chưa có hết răng. Chưa có hết răng của động tác. Vậy nè, là chưa hết răng nha. Và như vậy cũng chưa hết răng luôn. Nếu mà vậy cũng chưa hết răng luôn. Bạn phải đẩy đủ răng. Đó, như vậy là đủ răng nè. Xuống. Còn nếu bạn cầm xích vô trong một xíu đúng không? Bạn cầm xích vô trong một xíu thì bạn xuống. Là cái tay bạn sẽ bét rồi. Là rõ ràng cầm hẹp là đẩy sai xiền. Còn nếu mà cầm hẹp đẩy vậy thì nó ra kiểu khác. Mà đẩy vậy là sai. Còn cầm rộng thì sao? Giờ Duy Minh Họa cầm rộng. Cầm rộng á thì bạn cầm đẩy ra. Rõ ràng là cơ ngực bạn chưa có ép sát. Đường đi nó quá ngắn.
đẩy dày. Đang nói về đường đi á thì nó quá ngắn, còn nếu mà nói về khối lượng tạ thì đẩy như vậy chấn thương ngay vai này có chắc, để nặng chấn thương ngay vai là có chắc. Đường đi làm sao quá ngắn là như minh họa luôn, mà đẩy vậy đúng không, thì cái này cái cây nó mới đi tới đây thôi, nó mới đi tới đây xuống á thì nó đi tới đây, đi nằm đi khó nhìn quá. Thật ra cái chỗ này chưa nói nhiều tại nó quan trọng. Tạm thời các bạn nhớ đây đi ha, nhớ đây, cầm rộng nó lên được đây và nó xuống, nó xuống đây. Còn bây giờ mình cầm vừa thì mình thấy nó lên cao rồi đúng không, hồi nãy nó chưa lên tới cái móc này đâu, hồi nãy nó mới lên tới đây thôi đó, nãy nó mới lên tới đây nè đó. Còn bây giờ mình cầm vừa vô thì nó lên tới đây, cầm vừa vô lên tới đây và khi xuống nó xuống tới đây đúng không, mà thấy nó lên cao hơn khúc và nó xuống sâu hơn được khúc chưa, thì nó lên cao hơn khúc và nó xuống sâu hơn khúc, chứng tỏ là cái cơ ngực của bạn nó được di chuyển hay nó được chuyển động dài hơn. Và khi đường đi của cơ ngực nó chuyển động dài hơn thì nó cho ta độ kích thích tốt hơn và cơ nó sẽ phát triển nhiều hơn. Đó là cái nguyên tắc rất là dễ, không có gì khó khăn khó hiểu này hết. Rồi vậy tóm lại các bạn lưu ý những điểm nào. Thứ nhất, cái ghế phải đặt cho đúng chỗ, đặt cho đúng chỗ, không quá cao không quá thấp. Thứ hai, tay cầm phải cầm cho nó vừa, không quá rộng không quá hẹp. Thứ ba là khi xuống ưỡn ngực, khi xuống ưỡn ngực. Và khi xuống hồi nãy gì quên đó là xuống ở vị trí nào, bằng chỉnh sao á. Khi xuống á ngực trên, bằng tầm ngực trên đúng không, thì cái đòn nó đèn ở ngực trên bằng nè, đèn ở ngực trên nha là được, chứ nó không đèn ở cổ nha bạn, nó cũng đèn ngược dưới vậy các bạn. Đó là những cái điểm mà Duy muốn nói ở cái động tác này. Tại sao Duy nói nhiều như vậy? Tại vì động tác này là động tác đầu tiên của ngực, và là cái cơ chế của ngực nó là như vậy, nó sẽ áp dụng cho tất cả những động tác khác luôn. Thì một lúc chút xíu qua những động tác khác Duy sẽ không nói nhiều như động tác này. Và mình thử máy xong, bây giờ Duy chuẩn bị bước vào set đầu tiên ở bài tập này. Mỗi bài tập Duy sẽ minh họa 3 góc, tức là 3 set tập, và các bạn chỉ tập 2 thôi nha. Các bạn chỉ tập 2 thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện set đầu tiên ở động tác này. Duy thêm tạ tượng trưng thôi, các bạn đừng có đánh giá mức tạ quá đau lòng Duy nha. Rồi mình sẽ bắt đầu thực hiện động tác. Ở cái ghế này nó còn có thêm một chỗ chỉnh cao thấp nữa đó, dù như bạn không thích để phẳng bằng phẳng thì bạn tập vô quen nó tuột đi hen. Giờ Duy chỉnh cái ghế lên chút xíu cho nó. À dạ đó. Ủa lộn chỗ rồi. Đây đâu mà lao cáp mới con phần xong rồi ngồi nó ngu. Đó dốc lên xíu thì bạn nằm tới đây nó không có tuột ha. Này là cái chuyện này nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà thôi mình biết để mình xử lý thôi. Rồi hít sâu nè, thở ra ba cái đầu. Duy sẽ không đếm, Duy minh họa hít thở cho bạn. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Do các bạn tập nhẹ nên các bạn chỉ được quyền nghỉ tối đa là 1 phút giữa các set tập với nhau thôi. Bạn nào mạnh nghỉ được 30 giây càng tốt, tập càng nhanh càng khỏe, học được nhiều bài. Bây giờ chúng ta đến với set thứ hai ở động tác này. Thì ở động tác này Duy sẽ minh họa cho các bạn là thế nào là khóa khớp và thế nào là không khóa khớp đây. Bây giờ không khóa khớp nha, làm thử cái không khóa khớp trước. Rồi nhìn cái vai của Duy nè đó, nhìn cái vai của Duy nè, nó không khóa nên Duy tập ở đây chỉ chịu được một cái chừng. Bây giờ nói chuyện ngồi đọc hết bài thơ Xuân Diệu được cũng được không sao đó. Và giả sử nữa bằng đuối sức bằng bị đè, bài này bằng bị đè đúng không, thì bạn nằm ở đây bạn kêu cứu người ta vô tư chặt chết
không giờ chết được bài này. Hoặc thậm chí bạn bị đè, bạn nằm đây bạn nghỉ mệt xíu, bạn khỏe bạn đẩy lên, xong cả chết. Còn trường hợp mà xấu nữa đó thì bạn nhớ có cái chốt của đây hôm qua Duy Minh Hoàng là có cái chốt nằm đây nè, nó cứu bạn. Còn bây giờ khóa khớp nha. Dạ, khóa khớp thì Duy hơi nằm mà nó hơi la xấu một tí, các bạn không cảm, phải nằm vậy nó mới khóa khớp được bạn. Bây giờ Duy làm biến chỉnh cái ghế là bạn biết cái ghế này nó nặng lắm, nặng kinh luôn á. Giờ khóa khớp nè. Thôi vậy thôi, nó quá đáng đúng không, cho ngày cổ thôi. Ngày cổ chân khó để quá. Rồi vậy nè. Đó, phá khóa khớp. Đó vậy nè. Đó, chứ không có nào chịu được lâu á. Cơ ngực của Duy đó là càng bạn ấy càng lại rất là mỏi rồi. Nếu mà để vậy nữa đè là chết queo luôn á. Và cái chết đâu khoan nói, khi mà nặng á, bạn ráng đẩy lên là bạn đẩy lên á là cái này không, bây giờ nó bị chấn thương trong đây nè. Mà đôi khi cái chấn thương nó ác lắm. Bữa nay nó không đau, mà ngày mai mà tập dai nó đau là con biết bạn bị chấn thương do bài đây gần của bạn bị khóa cái vai vậy. Và khi bạn đẩy, bạn dùng sức lên cái là nó đau trong đây nè. Khi mà dùng sức là nó đau trong đây nè, là biết cái vai bạn bị chấn thương rồi đó nha. Thôi giờ trở lại form. Một nè, bạn ưỡng cái này nha, rồi bạn dùng lực ở ngực, bạn gồng mạnh ngực lên, tức là bạn gồng mạnh ngực lên, nó ép ngực vô, nó mới đẩy cái đòn tạ lên. Cái đó là cái nguyên tắc quan rất là quan trọng trong ngực, bạn phải cảm giác được chuyện đó. 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi gác vô, ví dụ bằng gác nó không ngay lỗ đi ha, bạn cứ để vô bằng kéo xuống tự nhiên nó ngay lỗ à. Set cuối cùng ở bài tập. Ủa nãy giờ nó dưới đó có bộ bài chưa nói tên bài tập đúng không? Thì tên bài tập này là cái gì? Cái chữ này là Smith. Máy này là máy Smith rồi, tên nó phải có chữ Smith cái đã. Động tác này là động tác gì? Đẩy đúng không? Đẩy là press. Đó. Và cái ghế này là cái gì? Là bench đúng không? Bench là ghế. Này dốc lên đúng không? Thì là inline. Vậy ráp vô là cái gì? Smith, inline, bend, press. Hoặc là bạn bỏ chữ bend luôn, bạn chỉ cần đọc là inline, smith, press, ta vẫn hiểu. Nói chung là grab những cái cơ chế, những cái thiết bị và cách thực hiện động tác lại thì nó ra được cái tên bài tập. Vậy bài tập này là gì? Mình gọi thống nhất gọi là cái tên là smith machine bend press nha. Machine là cái máy, còn bạn bỏ luôn chữ machine cũng sao, ta vẫn hiểu. Nhưng mà bạn bỏ chữ inline là sai bài tập nha. Ví dụ như mốt gì ra câu trắc nghiệm chẳng hạn vậy, hỏi máy này gì, bạn nào điền đúng hết trơn, thiếu chữ inline không điểm. Một, hai, ba, bốn, năm, 6. Bài nào có chữ inline á thì nó sẽ tác động vào phần cơ ngực phía trên nha bạn. Như vậy nó nói rồi, ngực có hai cơ, cơ trên và cơ lớn. Cơ lớn hay cơ dưới hay cơ giữa vậy đó cũng là một thôi. 7 8 9 10. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ qua một bài tập khác có tên là flat. Flat là phẳng đó, thì chúng ta sẽ thực hiện cơ ngực phía dưới ha. Ngực dưới là nằm đây nè, trên nằm phía trên đây nè, trên nhỏ hơn dưới vậy thôi. Thì mình phải đo máy lại, mình phải set thông số máy lại. Cái này hồi nãy nó dốc đúng không? Đó mất rồi. Đây, cho nó ngay rồi đi, cho em này về vị trí bình thường luôn, bởi vì cái máy này bự quá cũng khổ, cái ghế này bự quá cũng khổ. Đó, bình thường. Rồi, đo, nằm vô đo.
Rồi tiếp. Mấy cái chuyện mà khóa khớp vai gì không nói nữa nha. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Chết mồ cao quá. Thôi ra. Không có giỡn được. Ở đây á, Duy mạnh á, thì Duy làm cái này được nha bạn. Còn bạn nào yếu còn tháo tạ ra mà chỉnh cái cây nha. Chứ bạn bắt trước Duy để cái này nó đè cục một cái là tự nhiên cái chấn thương vô duyên. Đó, các bạn mới tập các bạn chơi bài này không nổi thì bạn tháo hai bánh tạ này ra. Tháo bánh này ra cho nó nhẹ rồi bạn xử. Nè, không để ý nè. Rồi, nằm sao cho nó vừa hợp lý. Đó, bạn thấy cái tạ nó rớt xuống đầu, rớt cái người giữa ngực. Có bị khóa khớp không? Nhìn qua coi có khóa khớp không? Không khóa khớp thì được rồi đó. Vì động tác này cũng tương đối là xài được. Và cách đẩy y chang. Đang nằm đây đúng không? Lấy ra, thở xuống. Duy sẽ thực hiện 3 rep minh họa thở. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với set đầu tiên ở bài tập Smith Machine Bench Press. Ở ưỡn ngực. Chập hai chân vững chắc lên sàn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi chúng ta sẽ đến với set thứ hai ở động tác này. Và các bạn khi nằm xuống bạn để ý cây nha. Bạn khi thói quen mà nằm xuống không để ý, để bùm vô cây xong đời luôn. Néo bằng bên cái tập luôn là sẵn tiện mình xuống rồi mình tập cơ bụng luôn á nha bạn. Không có để chân vậy nha. Có mấy bạn rất ẩu tập tạ mà để, tập ngực mà để chân kiểu vậy nè. Đó, là không có đúng nha. Phải để vậy nè. Bụp bụp nó cho nó men lên. Ra tướng một quân vương. Hô xuống nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi khi ra cũng vậy, né cây cái. Bây giờ chúng ta sẽ đến với set cuối cùng ở bài tập này. Bạn nhớ nằm cho nó cẩn thận, tránh bể sọ. Đầu tiên gác hai chân vô đây để chi, ngã người ra nè, gồng cái bụng lên nè ha, ngã người ra tới đây né qua bên, nẹo lên cái không rồi xong rồi thả chân ra cho nó mềm. Bây giờ bị kẹt rồi. Ui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi tương tự ra từ chị giấy giúp nè. Đó. Đó. Và bây giờ Duy sẽ giới thiệu các bạn cái kỹ thuật cuối cùng ở cái máy Smith Machine này. Thì là nãy là gì, trên giữa dưới đúng không? Là cao trung và nó thấp. Thấp mình chỉnh này tiếp. Đó, đúng có chốt ra. Rồi. Đó, thấp là vậy đó. Đầu tiên mình tiếp tục mình đo máy tiếp.
mà thấp á thì cái chỗ này phải chỉnh tiếp nữa để coi coi còn chỉnh được không. Tại vì nói thiệt với các bạn là từ lúc mình mua cái máy này Duy mới tập máy này lắm. Tại vì máy mix đó là giờ Duy chơi nó hết phê rồi. Rồi cái này là không chỉnh thấp được nữa rồi. Đây là thấp nhất rồi. Thấp nhất. Cái này chỉnh xuống một tí xíu cho nó rộng rãi. Đó. Ngồi vô cái này buộc phải nằm dày. Mà không có nằm banh hai chân ra như kia được. Cái này nó ngồi vậy đó. Né trên cái. Thử đo cái nha. Mà các bạn nhớ là tháo tạ ra hãy đo cho các bạn. Tạ này Duy là cái mức tạ này quá nhẹ nên Duy để cho đo luôn á, các bạn phải tháo tạ ra đo. Thử coi. Ây chà, khóa rồi không? Mà đo một cái cần thiệt luôn á, khóa rồi thôi lên chỉnh ghế lại. Ê à. Thế các bạn thấy khóa không? Khóa mức tạ rất là nhẹ so với Duy mà Duy lên rất là khó khăn. Nói khi mà các bạn tập thiệt rồi nó khóa nó nguy hiểm tới cái nào. À giờ mình ra một cái mình đẩy cái ghế lên chút xíu. Mình đẩy cái ghế lên chút xíu ha. Mà à, cái bực mình nó chỗ là cái máy Smith này nó nhỏ quá. Phải ra khiên thôi. Giờ mà thấy là đánh clip nè, đánh clip là chỗ này chỉ chưa chỉ các bạn mà từ từ. À khiên lên. Ẩm em nó lên. À, rồi mình đo tiếp. Cái này nó thấp quá, kéo lên tí, đo cho dễ. Méo hả? À đúng rồi, con bạn góp ý méo thôi mình chỉnh lại. À, hết méo. Bởi cực lắm, lên đi quay chỉnh máy là đuối luôn á. Bao tập Selectra cực sướng. Bởi vậy bao giờ cái máy Selectra đó mắc cấp 3 là cái máy đi quay hết á. Đầu tư đi quay nó rẻ lắm mà đầu tư sốt rai sót tiền. Thử nó xuống tới ngay vị trí nào. Ừ chỗ này được rồi đó, quá tuyệt vời. Rồi cái động tác này thì nó hơi khó hơn những động tác kia là nó nằm cái đầu bạn hơi dốc ngược xuống dưới đất một chút. Bạn nào yếu rồi bạn nằm nhìn lên trần nhà tự nhiên thấy đom đóm nó quay nó chóng mặt quá mà chút ra cái mặt nó đỏ là chuyện bình thường. Rồi để tiết kiệm thời gian của chương trình, để tiết kiệm thời gian của chương trình Duy tập luôn set đầu tiên nha. Minh họa thì cũng chả có gì để minh họa, đẩy giống như trang cái kia thôi. Chỉ khác nha, cái vị trí dốc của ghế thì nó cho nha, cho tác động của người khác một chút thôi. Vô. 1. Không, nó chạm, khi mà đẩy người dưới á, thì á, cái đòn tạ nó chạm ở người dưới nè. 2. Không, giờ nó đâu khóa khớp đâu, nó chỉ đẩy lên vô tư. 4 5 6 7 8 9. Xuống chậm lên nhanh. 10. Gác vô. Đó bạn thấy không, bạn cứ gác vậy nè. Bạn ra điện nó chút nó dính nè. Đó. Khi ngồi dậy cẩn thận. À còn nếu bạn ra không được thì kiểu gì thôi, bạn tháo dây ra, bạn lăn xuống đây bạn ra cũng được. Miễn sao ra được thôi. Chúng ta sẽ đến với set thứ hai ở động tác này. Nó nằm không ẩu ra, để vậy bụp cái xong luôn. Hơi khó tí xíu nhưng mà từ từ nữa mình nằm. Còn không á thì các bạn để cây cao lên vậy rồi bạn chui vô nó dễ hơn. Vấn đề rất đơn giản là đẩy nè. 1 2. Bạn nhìn chân Duy hết men rồi nha, chân phải bấu vô miếng này không nó tuột. 3 4 5 6 7 8 9 10. Và đây là buổi tiệc cuối cùng ở cái máy Smith này trong cái ngày tập gật. Chúng ta cùng nhau thực hiện nó.
này tập bụng nè bạn. 1. Không khóa khớp nha. Vậy là khóa khớp nè, đó, thấy không? Bạn thấy khóa khớp là cái cùi chỏ thẳng băng như nè. Vậy là không được, cùi chỏ phải cong tí xíu để chịu lực. Nếu mà khóa khớp quá đẩy lâu ngày á là cái áp lực giữa cái khúc xương trên đây nè, với khúc xương dưới đây nè, nó tì vô cái khớp một cái là bao nhiêu sùng xiết gì nó mòn hết. Nguy hiểm. 4 5 6 7 8 9 Bye bye. Tập ngực trên cái máy Smith Machine thì rất là đơn giản, rất là dễ. Tại vì máy nó có hai trục, nó cố định sẵn cái đường đi tạ cho bạn rồi, thì bạn không cần phải làm thêm cái công việc điều khiển tạ, bạn chỉ nằm vô bằng đẩy thôi, nó sẽ đơn giản. Do đó giới thiệu bài trên cái máy Smith trước để cho bạn quen với cơ chế chuyển động của tạ Freeway. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái động tác này, khó hơn rất nhiều, khó hơn rất là nhiều. Thì động tác này có tên gọi rất là đơn giản, ghế dốc inline. Cái này là cái ghế đúng không? Bên cái này được, cái này là cái barbell đúng không? Thì barbell động tác đẩy thì là press. Vậy cái bài tập này có tên là inline barbell bench press. Nó rất là dễ. Thì qua đây giới thiệu các bạn, cũng như là chia sẻ các bạn cái cách mà đặt tên, cách mà gọi tên bài tập. Thì các bạn đừng nghĩ bài tập nó khó rồi, nó rất là dễ thôi. Bao nhiêu năm về trước khi tiếp xúc với những cái bài tập tiếng Anh thì cũng cảm thấy ủa sao đặt tên gì mà nó phức tạp quá, khó quá. Nó không phức tạp chứ nào cả, nó đều có nguyên tắc của nó. Và cái đòn này như Duy đã giới thiệu ngày hôm qua, đó là cái Olympic chuẩn. Olympic chuẩn chiều dài 2m2, chị nặng 20kg, 20kg là 45 pound đó. Thì bây giờ cái công việc đầu tiên đó là nó có ba cái vị trí này nè, đó, bạn thấy không? Thì để làm cái gì? Như đó rồi, phụ thuộc vào cái tay của bạn dài ngắn, bạn đặt ở chỗ nào, bạn dễ lấy ra thì thôi. Như Duy quen rồi, Duy đặt ở vị trí số 2. Đó. Vô đo máy thử coi. Đầu tiên mình đo thử một cái ha, mình tính gì tính. Thoải mái chưa? Ở đây đẩy ra. Nhìn có vẻ nó hơi cái độ cao á thì nó ok rồi, nhưng mà cái chiều dài nó hơi vế với cái tay. Cái tay nó hơi vế với. Đẩy ra nó vừa thoải mái lắm. Cái đó bạn hãy chỉnh chỗ này. Cho cái ghế nó cao lên tí xíu. Đó. Thử lại. Ô cao quá rồi, lỡ tay cao quá. Xuống một tí rồi. Đó. Đẩy ra nên vẻ thoải mái rồi đó, đẩy ra. Hui. Hui. Hui, đó, bạn đẩy ra đó. Giờ cái công việc nó khó là bạn phải điều khiển cái cây. Ôi trời, nó lắc lắc chứ sao đẩy. Đó, nhiệm vụ của bạn là phải giữ nó không lắc. Đó là cái khó đầu tiên. Mà phải ổn định nó cái đã. Muốn ổn định nó thì bạn phải tập trung cho nó vững. Hai cái chân nè. Hai cái chân này nha. Đó, đẩy dày. Lưng hơi ưỡn lên tí xíu, ngực ưỡn, mắt nhìn lên trần nhà, tức là mắt mà nhìn cái đòn tạ luôn á. Rồi, để cho nó yên rồi mình mới đẩy xuống. Nó rớt vị trí ngược trên. Nó rớt vị trí ngược trên. Có một cái sự cố gì mà cái bạc ngã ghê vậy. Đẩy lên. Thôi bao nhìn vô kiến. Nhìn vô kiến rồi, về được đúng hay chưa? Cái tay nó chưa được đúng nè. Đó. Cái tay nó chưa được đúng. Chỉnh lại cho cái tay nó thẳng chút. Và cái tay cầm như vậy thì nó hơi rộng đúng không? Nhích vô xíu. Nhích là bạn lên đây bạn phải nhích nha. Tại vì là mẫu á, chứ không phải đè lên ngực mà nhích vô đó chứ chết. Đó, giờ mình cầm lại cho nó ngắn hơn chút xíu. Wow. Xuống. Wow. Thở ra. Wow. Đó. Thì cách đẩy á, thì nó y chang như là trên cái máy Smith mà thôi. Nhưng mà nó sẽ khó hơn ở chỗ á, là bạn phải điều khiển được cái cây nó đầm. Cái cây nó không có lắc. Cái cây không có lắc qua lắc lại. Và bây giờ chúng ta không thể nào tập phi không đúng không? Mình tập là phải có tạ nhìn nó mới đẹp. Mình bỏ tạ vào. Cục bên này tới cục bên kia. Nguyên tắc cơ bản khi đắp tạ. Không. Rồi. Tạ nhìn thì có vẻ đẹp rồi đó. Nhưng mà nó chưa an toàn. Ở chỗ này nè, nó không có cái gì mà lóc lại hết. Khi bạn đẩy lỡ bạn nghiêng tay thì sao? Bạn nghiêng tay tạ nó rớt rồi bạn ăn cho đủ luôn.
rất nguy hiểm. Chốt tạ lại. Cái này nó chốt chưa được, bạn nấc nữa cho nó nhẹ. Rồi. Cái gì vậy? Rồi. Dặn lại. Vặn lại cho nó chặt. Bên đây cũng vậy. Cái chốt nó vậy nè bạn. Rồi. Giờ mình đẩy đây. Thì ở lúc đầu video bạn nghe là tập bài này phải có dây quấn cổ tay đúng không? Đồng ý, rất quan trọng. Nhưng mà cái mức tạ này quá nhẹ mà so với Duy nên Duy cũng không quấn gì cho mất công, nó làm dài video ra. Đó, đo cái tạ nặng chưa, nó nhích lên nổi vậy là lấy là được nè. Bây giờ Duy sẽ thực hiện luôn cái hiệp đầu tiên, set đầu tiên của bài tập này. Một, phun răng nè. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đó, gác vào. Đó, gác vào là bạn phải nhìn coi nó gác vô được hay chưa, bạn chỉnh. Chứ bạn không phải là bạn cứ ngoài bạn ập vô, bạn thả cho hên xui. Lỡ nó không ra hôm, nó ra xui là kể cuộc đời bạn xui luôn ha. Chúng ta sẽ đến với set thứ hai động tác này. Như là bạn tưởng tượng như cây ba beo, như là bảo kiếm vậy đó. Vô phải vuốt đường vậy nè. Thôi đẩy lên, tập trung nha, không giỡn được. Một, hai. Bạn tưởng tượng như có một cái trục vô hình như máy Smith đó, bạn đẩy sẽ đúng. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Gác vô nè, nhìn nè coi gác vô được ổn chưa. Đó. Bây giờ là set cuối cùng ở động tác này. Inline, barbell, bend, press. Ngực trên nha các bạn. Cơ ăn theo, cơ vai tại sao, nguyên tắc muôn thuở. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Và bây giờ chúng ta đến một cái máy tiếp theo. Một cái máy, một cái ghế, một cái thiết bị gì đó bạn cũng dùng, từ gì bạn dùng. Blast Barbell Bench Press là tên bài tập này. Động tác y chang như là inline thôi. Nó khó cũng y chang inline luôn. Nhưng mà có cái thực hiện với một cái ghế phẳng. Vậy thôi thì nó tác động với phần cơ ngực toàn bộ, mà cụ thể là ngực dưới năng nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ minh họa 3 rep hít thở. Không có gì để nói thêm, động tác này nó dễ vậy đó. Bạn nằm vậy nè, cố gắng cái cầm bạn chĩa thẳng lên đây, không có con mắt nha. Cầm bạn chĩa thẳng lên đây chút, bạn mới không khóa khớp. Với phần lấy tạ ra nó an toàn. Rồi cầm vừa thôi. Bạn lấy tạ ra được, hồi bạn gác vô phải được nha bạn. Cái bài này nó có những cái tình huống ly kỳ lắm. Lấy ra đã, hồi gác không được. Có bạn tập lấy ra mức 3, hồi gác như mức 2. Đó là bạn không ổn rồi đó. Giờ cầm vừa nè. Động tác này nó thấp đúng không?
chân chống mạnh lên, đạp chân là có thể là cái mông mà nhích ra xíu cũng được sao đó. Người bằng cái lưng bằng ưỡn lên nè, lấy ra đó, bạn đo cho nó thăng bằng đi rồi bạn tập nha, chứ bạn còn cà lắc vậy là không có xuống được đâu. Rồi xuống, giống như các bạn tưởng tượng có cái trục vô hình như máy Smith vậy đó, xuống đó, chạm ở phần ngực giữa, đẩy lên nè. Đó, gác vô đó, bạn lấy vô đường mới gác được. Có trường hợp bạn lấy vô đã hồi bạn gác vô đây nè đó, vậy hồi sao bạn lấy ra, bạn lấy ra nó rất là khó đó. Cái động tác này nó hơi khó ở chỗ lấy ra gấp vô, bạn phải tập cho nó nhuần nhuyễn cho nó quen nha. Ở động tác này thì các bạn vẫn tuân thủ nguyên tắc không khóa khớp vai, không khóa khớp cùi chỏ hả, đẩy ngực không có khóa gì chừng á, phải để cho người nó bình thường. Rồi rồi bạn nằm bằng tập trung nghĩ về cuộc đời, lấy tạ ra không phải đơn giản đâu nha, nó khó nhất cái lấy ra đó. Mà tập nhẹ thì rất đơn giản, nhưng mà Di muốn trang bị cho các bạn những cái kiến thức mà các bạn có thể đi được suốt đời luôn. Lấy ra. Ôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đó, nhìn kỹ nha, hãy gác cây lên nha. Ta đến với set thứ hai ở động tác flash barbell bench press, đẩy ngực. Bạn nào mà có muốn ngực tấn công thì ráng tập bài này cho nó nhuần nhuyễn nhau nha. Còn mông phòng thủ thì hôm qua lo rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, thêm. Chúng ta sẽ đến với set cuối cùng ở bài tập này, flash barbell bench press. Ở cái bài này thì các bạn nó không có khó gì cái máy Smith. Bạn nằm xuống thì hiếm khi nào mới bị đập đầu, hiếm lắm mới bị đập đầu, chứ bình thường có nào đập đâu nè, chỉ nằm nè. Bạn thả nhẹ người đó thôi, đâu cần khó khăn đâu nè, nằm xuống không bị bật đầu. Nhưng mà nằm về là hơi với, không được, lấy ra không được. Bạn lấy ra hồi bạn lên nó nổi, chỉ xua với bạn luôn. Mặc dù chỉ thử cho bạn coi luôn nè, mà nằm hơi thấp đúng không, mắt nhìn lên cái cây là chết liền. Giờ bạn lấy ra, giờ lấy ra. Ây da, làm cái gì, vận hết tất cả sức lực luôn á, lấy vô hồi đẩy, giả sử đẩy chục cái đi ha, đẩy cái kiểu nào lên nổi giờ, đường đi nào cho em, thôi thua mất hai thôi, ví dụ vậy ha. Rồi bạn thấy thất bại ngay, thất bại của bạn là nằm ở ngay cách nằm luôn, khỏi có tập gì trên, nằm vô thấy thất bại rồi đó. Phải nằm cao lên tí, giờ đẩy lên nè. Đó, nằm cao lên tí. Một, hai, ba, bốn. Khó nhất là cảm nhận được cơ ngực nha bạn, dùng ngực đẩy nè. Năm, không để ngực mất tập trung. Sáu, bảy, tám,
9 10 lấy ra được phải gác cho được. Giống như trong cuộc sống mình nó câu là cầm lên được phải bỏ xuống được. Và bây giờ chúng ta qua vị trí thứ ba, đó là vị trí delay của cái ghế này. Thì ghế nó dốc ngược vậy nè. Thì ở cái bài tập này có những có một cái điều rất là khôi hài nha. Rất là khôi hài. Từ trước tới nay đó là chưa có ngược thêm được tập bài này. Thì Duy đã dùng cái từ khôi hài rồi, thì cái từ đó nói lên tất cả, Duy không có giải thích gì thêm. Ở cái bài tập này nó sẽ khó hơn. Nó khó hơn những bài khác ở chỗ là nằm dốc ngược xuống. Nó nằm dốc ngược xuống thì đôi khi các bạn nào hơi yếu á, tức là sức khỏe các bạn yếu á, thì nó hơi chóng mặt. Hơi chóng mặt. Và máu nó dồn xuống đầu thì nhìn mặt hơi đỏ đỏ. Thì đó là do các bạn yếu, bạn tập chưa quen thôi, bạn phải luyện thôi, không cách nào khác cả. Đây là một bài tập rất tốt để phát triển phần phía dưới. Và trên nguyên tắc thì nó vẫn đảm bảo những cái kỹ thuật của động tác đẩy ngực bình thường. Không khóa khớp, không khóa khớp cùi chỏ, không khóa khớp vai. Nguyên tắc cầm tạ nó phải trung bình, không rộng, không hẹp. Nguyên tắc hít thở cũng y chang. Và bây giờ Duy vào với đo tạ. Ở vị trí này là mình chỉ có một cái sự chọn lựa để chân như vậy thôi. Cái này là đập đầu nha bạn, cái bài này đập đầu ấy phải không đâu. Nè nằm xuống để ý nè. Bon. Đó, bạn nằm xuống hơi cẩn thận xíu. Đó. Nó vừa chưa? Nó gì cảm thấy nó vừa chưa? Cầm. Bắn cái cầm lên coi. Chiu. Đó. Được rồi đó. Cầm bắn thẳng lên đây là được rồi. Mà mắt bắn thẳng lên đây là được. Còn mắt mà nằm ngay đây nữa là đẩy ra không được nha bạn. Rồi cầm. Không quá rộng, không quá hẹp. Đo coi nặng không. Đó này lấy ra được. Duy sẽ minh họa cho bạn 3 rep. Một. Rồi gác vào. Và bây giờ Duy sẽ trình bày với các bạn set đầu tiên ở động tác delay barbell bench press. Phát triển phần cạnh ngực phía dưới đây nè. Nói chung là tác động nguyên cái ngực luôn đó, nhưng mà nó chủ yếu ở phần đây nhiều hơn mấy phần kia một chút thôi, vậy thôi, không có gì khác hết. Rồi, nằm xuống các bạn ngó ngó cái đòn trước chưa. Đó. Hoa mà nhớ cái chiều của bài máy mix không? Nằm xuống nè. Đó. Ê. Đó. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Khi mà các bạn gác cây đòn vào, bạn nghe hai cái tiếng nó kêu một lượt á, là bạn biết được là cái tay bạn đều. Còn bạn gác vô cây trước cây sau nghe, lụp xong kia nó mới bục một cái đó là biết cái tay bạn bị nỉển. Mà cái tay bạn bị nỉển á, thứ nhất thì nó sẽ không an toàn. Nó không an toàn và nó sẽ là một trong những cái mầm móng dẫn tới lật cơ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với set thứ 3, thứ 4 ta. Như set thứ tập thứ 3 rồi đó. Set thứ 3 động tác này. Các bạn thông cảm, dạo này kinh tế xuống quá vì low carb trường kỳ, nên đôi khi đầu óc nó hơi bị điên điên. Về khóa khớp nha bạn, minh họa lần nữa đó. Về khóa khớp nè. Dù bạn đẩy vậy là bạn bị nỉển nè. Các bạn thấy không? Nỉển nó có hai kiểu nỉển nha. Một á, nó nỉển dày. Hai là nỉển dày. Không lộn, hay là nó thẳng như đúng không? Nhưng mà nỉển vậy có hết đó. Các bạn để ý là có rất là nhiều bạn đẩy bị nỉển cây. Đó, nỉển thì nó lật cơ thôi. Bởi động tác là nó khó hơn chỗ phải thăng bằng được tạ nữa, chứ không phải là chuyện chỉ biết đẩy thôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,
7 8 9 10 Rồi bây giờ Duy sẽ giới thiệu với các bạn những cái kỹ thuật tập ngực khó hơn nữa nha. Đó là với tạ dumbbell. Thì tạ dumbbell là tạ gì? Cái tạ Duy cầm trên tay là kêu tạ dumbbell. Đó, tạ dumbbell. Còn Việt Nam mình thì có cái từ bình dân hơn kêu là tạ anten. Thì là nhìn nó giống cây anten vậy thôi. Còn tiếng Anh thì từ là dumbbell. Thì vẫn thực hiện trên cái máy, cái máy adjustable. Cái ghế này ở adjustable bands, nó có móc điều chỉnh, thì bạn thực hiện trên này vẫn tác động lên những cái phần cơ ngực trên giữa dưới thôi. Nhưng mà với tạ dumbbell thì nó khó tập hơn cả barbell nữa. Thì mình đi từ dễ tới khó. Ai mà tập được động tác này pro rồi thì bạn có thể tự hào về cái tập cơ ngực của mình. Cơ ngực của bạn nó ổn rồi. Còn ở trên mặc dù là free weight cái barbell nó cũng khó thiệt, nhưng mà so với cái này nó chỉ là trẻ em thôi. Cái ghế này nó có mức điều chỉnh nè, bạn thấy không? Ở vị trí này là plus, vị trí này dốc lên nhưng mà chưa cao. Các bạn tập bạn chỉnh ở mức số 2. Các bạn nào tập ở thời online gym center thì bạn chỉnh ở mức số 2. Còn ở phòng tạ các bạn thì cũng chả biết cái máy gì. Nói chung thì bạn chỉnh cho độ dốc nó vừa phải thôi, đừng có dốc cao quá. Và để thực hiện động tác này nó sẽ khó, như nói rồi nó sẽ khó. Không còn cách nào, chúng ta cần phải cố gắng tập trung. Thì nguyên tắc vẫn không khóa khớp vai, vẫn không khóa khớp giỏ. Nhưng mà cái này không có vị trí cầm tay, bạn cầm hai cục tạ thôi, đâu cầm rộng cầm hẹp gì đâu. Và bây giờ Duy sẽ minh họa cho các bạn ba trước ba rep. Thì cục tạ này là mỗi cục đó là 45 pound đó. 45 pound là khoảng 20 kg đó, 24 kg. Thì do cái động tác này lên tạ thì nó khó ha. Mà giờ Duy nói đến clip thì bạn đâu biết đến clip là cái gì đâu. Thôi bạn lên tôi thấy giống Duy đi. Bạn nhớ hôm qua bài ngực á, ủa bài đùi đó. Tư thế số 2. Không, bây giờ bạn ngồi đất, bạn ngồi đất, đó, bạn dùng kỹ thuật động tác squat luôn, ngồi đất, đập mạnh lên, đó, bước ra đây, đặt cái mông vô ghế, bạn nhìn, đặt cái mông vô ghế, đó, trước khi mặt mông ghế, bạn đặt hai cục tạ vô đây, vô cái vị trí trên đùi gối tí xíu, ngồi xuống, rồi cái này mới khó nè, rồi giờ bạn tập trung nha. Bạn hất cái chân lên ha. Hất cái chân lên, hất đều, hất mạnh cái chân lên, ngã người ra, chỉnh tạ. Cái này khó đó, nhưng mà phải cố gắng thực hiện được. Hất chân lên, ngã người, chỉnh tạ. Hí. Chỉnh là sao? Tức là mình khống chế tạ tại đây nè. Đó, khống chế đây, rồi bạn đẩy ra. Đó, giờ nó giống như vị trí bắt đầu chưa? Nhưng mà hai cái tay này nó cầm sát vô nhiều hơn thì nó cho đường đi cơ ngực của bạn nhiều hơn so với tạ barbell. Tạ barbell bạn chỉ đẩy được tới đây thôi. Nhưng mà tạ này bạn đẩy vô được tới đây thì nó cho đường đi cơ ngực nó sâu hơn, nó rộng hơn, nó dài hơn, nó tác động vô ngực toàn diện hơn. Thì bởi vì mới nói động tác này tập nó sẽ rất là tốt, nhưng mà đổi lại nó sẽ rất là khó. Rồi, xuống. Rồi. Căng là giữ lại nè. Đẩy lên nè. 1 2 3. Rồi khi xuống căng hết cỡ, khép vô, đưa chân lên. Rồi đứng dậy, đứng dậy tư thế số 2 nha bạn. Đó, bạn nhìn cái mông đứng dậy tư thế số 2 nè. Rồi hạ này vô người, hạ này vô người, đứng thẳng lại, bước ra, bước ra. Tư thế số mấy? Số 2 đúng không? Xuống. Bây giờ Duy xin mời các bạn theo dõi cái set đầu tiên. Duy sẽ thực hiện động tác này một cách hoàn chỉnh. Rồi, nhìn cái ghế nằm đâu, bước làm sao, bước làm sao, ngay chưa ngay bước thêm bước nữa. Rồi, tôi thấy số 2, đặt hai cái chân vô đây. Đó, nhớ là đặt ở phía ngoài, phía gần đùi gối. Hất mạnh lên. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 thu đào. Rồi các bạn nhìn thấy cái này gọi là cái rãnh ngực nè. Phần này gọi là cái rãnh ngực. Thì cái bài tập barbell như vậy, ở cái bài tập barbell sẽ cho các bạn cái rãnh ngực nó đầy hơn, tức là phần cái phía trong này nè, nó đầy hơn. Tại vì do khi lên bạn được đẩy sát vào, nó đầy hơn. Và khi xuống á, các bạn nào để ý á, thì thấy Di xuống là Di hơi xoay tay một tí. Tức là khi xuống bình thường lên thì đúng không, khi xuống cái tay Di nó xoay vô trong một tí xíu nè, mà khi nó xoay vậy nó sẽ căng ngực nhiều hơn. Còn mà để vậy nó không căng. Thứ nhất là cái nguyên tắc căng, thứ hai là cái nguyên tắc an toàn. Tại vì á, để như vậy thì cái cổ tay bạn chịu áp lực rất là nhiều. Bạn để như vậy thì nó khác một tí, tức là cổ tay bạn nó sẽ không chịu áp lực nhiều. Bạn để vậy thì nó an toàn hơn. Tất nhiên khi bạn đẩy nhẹ thì bạn để sao cũng như nhau cả, chả cảm nhận được. Nhưng mà khi nào bạn đẩy nặng á, đúng cái sức của bạn rồi á, thì bạn sẽ thấy vấn đề phát sinh tùm lum hết. Thì đó là những cái vấn đề gì giải thích ở cái động tác chuyên tập thôi. Bây giờ chuyên tập set tiếp theo. Một nè, xuống là xoay nè. Hai ba. Nếu bạn xuống bằng không xoay thì bạn để vậy tay bạn sẽ mỏi, còn bạn để vậy nó đỡ hơn và nó căng nhiều hơn, nó sẽ căng cơ ngực nhiều hơn. Mà thử đi. 4 5 6 7 8 9 10. Bây giờ sẽ xuống một cái kiểu khác nè. Nãy là hai chân ngang đúng không? Giờ dùng slung xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đến với set cuối cùng ở động tác inline dumbbell bench press. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Thôi giờ đây chúng ta sẽ chuyển qua bài flash dumbbell bench press. Vẫn tạ dumbbell nhưng mà cái ghế giờ nó không dốc nữa mà nó là ghế phẳng. Rồi phẳng thì chỉnh này lại chút nha bạn. Hồi nãy mà có cái chốt bọn này, máy này nó rẻ hơn, nó không có chốt, nó có vậy thôi à. Nguyên tắc y chang thôi, thì chứ ghế khác thì tập tác động của ngực khác. Bài này cũng là một trong những bài này là một trong bài quan trọng nhất của ngực. Thì bạn ngực thì hai bài này là khó rồi đó, khó nhất trong ngực rồi. Riêng bài dip một chút di chỉ nữa là ba bài khó nhất trong ngực. Còn barbell á thì thật ra nó cũng là được, nó cũng tầm trung thôi, nó cũng không khó. Còn máy Smith thì nó sơ cấp quá, nó quá bình dân. Thì các bạn cứ đi theo từng cái nấc thang, độ khó tăng dần theo thời gian. Đầu tiên các bạn vô bạn chơi Smith cho nó giỏi, bạn chơi Mix giỏi xong rồi bạn qua barbell, barbell cho nó giỏi xong rồi bạn chơi dumbbell, dumbbell nó giỏi hết rồi bạn phối bài nhau xong. Rất đơn giản. Nhưng mà mình nói nó đơn giản thôi tập chua lắm bạn ơi. Cái này á thì nó khác nãy nha bạn. Hồi nãy bạn đặt ở dưới đây đúng không? Còn cái này cũng phải đặt trên này. Đó, đặt trên này, ngồi vô. Rồi cái này dễ, cái này xuống dẹt à. Ngã người ra. Tạ nằm đây đúng không? Rồi mang ra đây đẩy. Chỉ tập luôn thì set đầu tiên nha, khỏi nói nữa, không gì để nói hết á. 1
2 3 4 5 6. Cái khó là bạn phải kìm được cục ra, đừng để cho nó lắc, đừng để cho nó lạng, tập cho đúng hai tay. 7 8 9 10 Ghét vô, ngồi dậy. Rồi, đứng dậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với set thứ hai động tác này. Đó, các bạn để ý à, khi xuống á là cái tay của bà nó ngang vậy nè, nó sẽ được, còn bạn để vậy nè là sai nha, còn để vậy cũng sai. Cái này là cái gian nè, để cho người không ăn nhiều, để phải ngang ra đẩy lên. Ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Tôi thấy số 2. Và bây giờ Duy sẽ thực hiện động tác này cuối cùng. Flush dumbbell bench press. Nó khi các bạn xuống mà không để tạ vậy nha. Để tạ vậy là nó gần người quá. Nó rất là ăn gian. Nó không tác động gần gì mà phải đẩy ra đây. Lên. Nè, không có gần người nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái cách tập khác ở cơ ngực. Ở đây thì các bạn cũng biết là cách tập gì rồi. Dip không thể nào khác được. Đây là một cái cách tập rất là quan trọng, một cái bài tập rất là quan trọng mà không thể bỏ qua trong những bài tập ngực. Thì ở giáo án 2 tháng đầu á, Duy đã hướng dẫn các bạn dip bên cái kia. Trong vòng 2 tháng là các bạn phải luyện công cho đôi tay đủ mạnh nha, cái ngực đủ mạnh để bây giờ qua chơi freeway nha. Chứ bây giờ không bằng thôi được có biện hộ, em chơi bài này không nổi. Cái đó là vấn đề của bạn chứ không phải vấn đề của Duy. Duy đã chia sẻ với bạn tập bên kia rồi, các bạn phải luyện công 2 tháng đó. Sau 2 tháng bạn qua đây bạn chơi phải nổi. Giờ chơi thế nào y chang như bên kia thôi, mà nó khác, nó không có gì, không có gì support cho bạn. Bây giờ cộng đây, hai tay như vậy, một đó, không, hai, ba, bốn, năm, sáu, đó. Thì cái tập rất đơn giản, lên thở xuống hết thôi. Nó y như bên kia sao thì tập bên đây như vậy. Nhưng mà chưa khác là không có gì quỳ gối để cho bạn trợ lực hết. Thì chúng ta sẽ thực hiện bài này 3 set ha. Và bây giờ động tác này nó khó ở chỗ nào? Ở chỗ thứ nhất nó nặng thì không nói gì ha. Giả sử như bây giờ bạn nổi đi, nhưng mà bạn lên người bạn không có đầm, tức là người bạn không có thân bằng, mà người bạn cà lắc kia nè. Nó sẽ rất là nguy hiểm. Như vậy là chưa được. Bạn phải chỉnh người bạn nó ổn định.
bạn làm một cái thôi cũng được, nhưng mà người bạn phải ổn định. Tức là đầu tiên bạn lên vậy, bạn cảm thấy người bạn nó ổn định rồi á, bạn mới tập xuống, chờ người phía trước một tí, căng nha, đẩy lên, đó, đó. Mà các bạn chờ gì xíu, cái cây này ghê quá, gì kéo kéo qua đây xíu đi, hồi vui quá bể đầu. Động tác này sẽ là rất là khó tập, nhưng mà khó thì chúng ta phải cố, chứ chúng ta không có bỏ. Nếu mà trường hợp bạn nào quá yếu đi ha, quá yếu đi thì bạn có thể thay thế bài này bằng cái bài dip mà có máy hỗ trợ, mà trong giáo án hay bắt đầu giới thiệu đó, luyện công tiếp, luyện hoài để tập được cho được bài này. Mình đã qua freeway rồi mà mình chơi không được bài này thì nó cũng hơi, nó có gì đó bất hợp lý lắm. Này, này cái này á thì với chống tay gì không được, không thăng bằng cái xuống á, cái này nó phải thẳng nha, nó không có gì mà nó cũng chả gì nha, nó phải thẳng, nó thẳng như nè, tức là cái ống này thẳng thôi, còn cái tay này thì nó phải khép cho người một tí, nó không có gian rộng như vậy nè, làm lại cho nó dễ coi ha. Rồi nó khép cho người nè, lên thở ra xuống ba 4 5 chậm thôi 6 7 8 9 10 Chúng ta đến với set thứ 2 ở bài tập dip. Đó, cái chân các bạn để vậy thì bạn sẽ khó tập, bạn gác về nó thăng bằng tốt hơn. Xuống 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi. Thường đó là mấy cái ghế, mấy cái máy, mấy khung mà chống xà kép á, freeway á, nó mỏng manh dễ vỡ lắm, bạn nhìn gì nè. Nhưng mà các bạn yên tâm, bạn tập có nặng máy nó cũng ngã rồi, cái sợ don't worry. Ở cái bài tập này có một cái tip, tức là một cái chú ý, nếu mà các bạn nào mà tập chưa quen á thì bạn tập bài này bạn nhìn xuống đất, bạn dễ tập hơn, bạn tập đúng động tác nó dễ đúng hơn. Tuy nhiên bạn nhìn đất bạn tập thì nhìn nó không được đẹp thôi, nhưng mà động tác nó đúng. Còn bạn khi bạn quen rồi bạn nhìn đâu bạn tập cũng đúng hết á. Giờ giả sử nhìn dưới đất nha, đầu tiên nhiều khi bạn phải nhón nhón cái chân lên vậy nè cho nó cao cao lên được xíu, bật cho nó đã, còn không thì đứng dày quá bật thì nó hơi kẹt, tùy người thôi, di lùng thì chịu thôi, giờ sao giờ. Bởi vì tập trên mấy ghế đều khi bất chế lắm, thiết kế chuẩn châu Âu, mình châu Á mới điên chứ. À quên nữa, tức là các bạn à, khi mà nhấn á, khi mà chống á, cái tay bạn không có banh động bây giờ bạn chấn ngay chết liền luôn á. Bạn để cái tay vô người vậy nè, đó, cho giống như động tác dip vậy đó. Bạn đẩy lên, rồi nhịn đất. 1 2 3 4 tập quen là nhìn trời. 5 6 hoàn toàn là xuống chồm được người trước nè. 7 8 9 cảm nhận cơ chậm chậm nè. 10 căng phát cuối đời xuống. Bây giờ chúng ta đến với một cách tập khác của cơ chế press. Bây giờ mình không press trên dumbbell, cũng chả press trên barbell, mà cũng chả dip luôn. Bây giờ mình press trên cái máy có tên gọi là cable crossover. Thì để press được
thì các bạn phải chỉnh thông số máy cho nó đủ đủ cái điều kiện để press. Đầu tiên hai cọng râu này là không press được rồi, tháo ra gắn này vào, chỉnh lên cái nắp cao nhất của cuộc đời luôn nha. Rồi tương tự bên này, cái cây này cũng không press được, cây đừng dùng để khôn, gắn này vào, chỉnh lên nấc thang cao nhất của cuộc đời. Rồi tới đây gần buông ra, thả từ từ là nó dính nè. Tắt đo tạ, đo cho đầu tiên mình đo chừng 4 miếng thôi, duy đo 4 miếng bạn, các bạn mới tập đo chừng 1-2 miếng thôi nha. Bạn đo 4 miếng luôn đó, sao nó gì chỉ ác quá. Rồi cầm, cầm vầy nha bạn, không có cầm vầy nha, cầm vầy cũng được nhưng mà nhìn động tác nó xấu xấu, mình nhìn thấy cái ghét sao á. Cầm vầy nè, cây nằm phía ngoài, kéo bên này đi qua bên này, đi phải dùng cái chân này tấn nha bạn, không phải nó kéo người bạn lôi ngược vào phía trước. Rồi rồi sao xuống đây trời, nặng quá chết đúng không, hai bên bốn hết. Anh chỉ chỉnh lộn rồi, bên này 5 miếng hàng chứ nó nặng quá. Bốn miếng thôi, nhẹ đều rồi đó. Cái này xuống rất là nguy hiểm, không phải giỡn đâu nha bạn. Nếu bạn sợ thì bạn nhờ người ta, người nào phụ bạn xuống, còn không thì bạn xuống sao. Hít sâu, giống như ép đó, hít sâu. Không, làm lại nè, tập chuột một cái dây tá hình nè, hít sâu, nó ra được vậy cái đã. Rồi xong, bạn có thể đứng trước sau tùy bạn thôi, Duy thích đứng hai chân về cho đều. Rồi press thì bạn cầm nó giống như cầm tạ thôi, vuông góc chưa, nhìn coi vuông chưa, rồi đúng không, đẩy xuống đó, đẩy nha, press mà không ép đó, bạn thấy ngực chạy không. Nè, căng nhất là dây xuống đó. 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 Đó, rất đơn giản. Xong rồi sao, thả ra, thả em về vị trí cũ, đúng không? Và bây giờ chúng ta đến với set đầu tiên ở bài tập này. Bài tập này thường cho các bạn tập yếu hơn so với những bài press trên barbell hoặc là press trên dumbbell, thì yếu hơn thì các bạn tập nhiều hiệp hơn. Quy tắc gì thôi, tạ yếu thì tập nhiều hiệp. Đó, hồi nãy gì chỉ các bạn là vậy đúng không, đúng không? Thì lỡ nãy gì lộ hàng rồi, chỉ luôn cái này tính dấu qua tới giáo án lớp 12 mới chỉ á. Cái này nè, chỉnh nặng hơn đúng không, chỉnh nặng hơn thêm cục nữa là 5 cục. Rồi ví dụ vậy đi, rồi hai tay bạn lúc này vẫn chơi giờ là bảo đảm hết vô nổi rồi, thì vẫn chơi kiểu khác đúng không. Cái này kéo hai cái cho vô đây trước đã, xong ghìm lại tới cái này vô đây một cái. Ví dụ như cái này gọi là chính sách chia để trị, từng thằng mình đem ra mình xử nó dễ chết hơn. Rồi đẩy giống kia, 1 2 3 4 5 7 các bạn, 6 7 8, thấy ngực ép không, 9. Cái bài này cho ép nhiều bài barbell hồi nãy, barbell hồi nãy bằng ép mới tới đây thôi, giờ nó vô tới đây luôn, nhiều trong nó cắt ác dữ nữa. Bây giờ thì đêm cũng đã dần khuya rồi, thì Duy sẽ mượn cái set thứ hai Duy nói riêng về hít thở thôi, để mình không làm tốn nhiều thời gian của chương trình ha. Cái bài này thì hít thở cũng giống như bài khác thôi, nhưng mà có bạn đôi khi bạn lăn tăn, bạn nói cái này nó cứ chuối cái đầu mong mong đưa ra sao, hít sao anh, thôi giờ hít luôn. Cái này là chưa có đụng gì tới hít thở nha. Rồi làm lại, giật cho xuống đây luôn nha. Rồi cứ ghiệm đây đi, đi qua bên đây, nếu mà có ai support lôi cho bản cây này ra ok, không có là thôi. Rồi rồi nè, đúng không,
ở đây là hít sâu vô nè, tràn yếm khí vô đây, thở ra không, lên hít vô nè, yếm khí lại, thở ra. Thấy ngực rất là căng. Tôi xé ngực luôn. Nó chơi thôi chứ sao xé được. Thì cái bài cái máy cable crossover này ngoài tập những cái bài vậy nó còn căng cơ rất tốt. Căng cơ chơi đi ha. Đó, căng mà căng dây. 9 tạ đủ nặng nha, để cho bạn không có úp mặt dưới đất nha. Mà để nhẹ quá bằng quốc con cái nằm cái rầm luôn. Một á là ấy. Rồi mũi con trầu á, hai hư mai. Rồi bây giờ lỡ như vậy rồi thôi, Di gán dùng hết sức bình sinh Di xuống luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Do có số lượng trong một buổi tập quá nhiều nên Duy tạm ngưng phần 1 ở đây và mời các bạn tiếp tục đón xem phần 2 là những bài tập ngực còn lại và những bài tập bụng. Thì buổi tập hôm nay chúng ta sẽ tập ngực và bụng, nhưng mà khi các bạn tập một buổi chính thức á là các bạn phải cộng phần 1 cộng phần 2 rồi tập trung một buổi thôi, với số rep ít lại, với số set ít lại là 2 set và tạ nhẹ. Ở trong cái giai đoạn này điều quan trọng là các bạn phải nắm được kỹ thuật động tác và tập cho nó đúng cái đã. Cái chuyện nặng hay là cái chuyện men gì đó tính sao. Còn giáo án này là giáo án học bài chứ không phải là giáo án thể hiện. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi phần 1 và xin mời các bạn đón chờ phần 2. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.